Hôm nay chúng ta lại cùng nhau đến với những tình huống giao thông mà chúng ta hay gặp khi lưu thông ở trên đường. Chúng ta cùng nhau chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra ở trong tình huống này. Một tình huống diễn ra vào trong đêm tối. Sẽ có chuyện gì hấp dẫn đây? Ôi, bắt tay, chạy xe kia bắt tay, con chừng lật xe, ôi. Một tình huống mà làm chúng ta phải xuống ra quân. Mình đã có một chút lo lắng, cứ ngỡ rằng chiếc xe camera hành trình sẽ bị lật. Nhưng không, may mắn là chiếc xe camera hành trình không bị lật các bạn ạ. Một tình huống mà rất có thể tài xế đã buồn ngủ, do đó mất tập trung khi lái xe. Ôi sợ quá bà con ơi. Cùng chờ xem. Ôi. Một tình huống sang đường có thể nói là quá bất cẩn, đầy bất cẩn và cực kỳ ẩu tả của một chiếc xe gắn máy. Một tình huống sang đường đã xảy ra tai nạn với một chiếc xe tải. Và ngay sau đó chiếc xe gắn máy ngã nhau xuống đường. Cùng lúc đó thì ở phía sau, chiếc xe có gắn camera hành trình đang lưu thông tới đã thắng kịp. Nếu không thắng kịp thì không biết hậu quả của nó sẽ như thế nào. Tài xế trên xe có gắn camera hành trình cũng đã khá là bức xúc và sau đó đã gửi đến những lời nhắn nhủ. Trời ẩu quá trời ẩu luôn. Chết rồi nói sao? Hại người ta nữa. Các bạn hãy chú ý về chiếc xe tải ở từ xa. Cửa này chạy kỳ lắm các bạn ạ. Khả năng cao là tài xế đã mất thắng ở trong tình huống này. Đây. Ui. May mắn là trong lúc chiếc xe tải này mất thắng đã không xảy ra tai nạn với bất cứ một người đi đường nào. Các bạn hãy chú ý vào chiếc xe ô tô màu đen này. Rồi, xong luôn rồi. Đã có biết bao nhiêu tình huống vượt ẩu không nhìn vào gương hậu. Và đây cũng là một trong những số đó. Chết tôi rồi. Đéo nó lại có con xe ở đây. Bước ra xe là một người phụ nữ và kéo theo sau đó là hai người phụ nữ khác nữa. Các bạn hãy chú ý vào người đi xe máy mặc áo màu vàng này, vừa lái xe vừa bấm điện thoại. Và đây là cái hậu quả của sự việc vừa lái xe vừa bấm điện thoại. Một tay thì lái xe, còn một tay thì bấm điện thoại. Và sau khi xảy ra tai nạn với chiếc xe có gắn camera hành trình thì người đi xe gắn máy này đã giải thích một điều: do thằng kia đó chạy trúng vào tôi, do đó tôi mới té và ngã nhào ra đường. Gì đây? Có quá nhiều phật thủ ở trong tình huống này. Và chúng ta còn nhờ chờ xem. Nó chạy cái kiểu gì vậy trời? Tông vào thẳng đầu xe của người ta luôn. Các bạn hãy chú ý về bên phía tay trái của anh Kim Hằng nghe xem. Chị Phúc quá tự cho mày mà. Chỗ cái thằng nó chạy ghê. Rồi. Nam mô đại sư là biết chuyện cô của Nam có thể mô tả. Ủa cái thằng nó chạy ghê ấy. Chạy ghê thôi. Từ ở phía sau nó vượt lên một cách đầy bất ngờ và sau đó tẹt đầu chiếc xe có gắn camera hành trình. Một tình huống rất dễ xảy ra tai nạn các bạn ạ. Mấy anh taxi cỡ này vì miếng cơm mới nấu. Gần đến Tết rồi nên mấy anh chạy dữ lắm. Các bạn hãy chú ý vào chiếc ô tô màu bạc này. Chiếc ô tô màu bạc sau đó đã đạp ga và tăng tốc và ép chiếc xe màu đỏ vào sát bên trong đây. Đây. Trời, chiếc ô tô màu đỏ sau đó đã tăng tốc và truy đuổi chiếc ô tô ở phía trước. Và chúng ta cùng nhau chờ xem. Sao mà bỏ được, cay cú quá trời luôn à. Đấy, nó chạy quá trời ẩu các bạn. Chạy như vậy thì bảo sao mà không xảy ra tai nạn. Quá trời ẩu. Không thể nào mà chúng ta có thể tha thứ và bênh vực được cho tài xế trên chiếc ô tô màu bạc kia. Chạy được một lúc thì chiếc xe ô tô màu đỏ cuối cùng cũng đã chặn đầu được chiếc ô tô màu bạc kia lại. Và tất nhiên diễn biến sau đó thì các bạn có thể đoán được rồi. Tài xế trên chiếc ô tô màu đỏ đã bước xuống xe và gửi đến tài xế trên chiếc ô tô màu bạc kia những lời giáo huấn, những lời giáo dục về ý thức khi tham gia giao thông. Chạy quá trời ẩu mà chạy kiểu này có ngày báo hai người khác. Các bạn nhớ để lại cho mình một đăng ký kênh, một nhấn chuông để ủng hộ kênh YouTube của mình nhé các bạn ơi.
gì nữa đây? Rồi. Cái này đúng là sĩ gái luôn rồi các bạn ạ. Một tình huống xảy ra tai nạn nhẹ nhàng thôi, không đáng kể. Nhưng mà nam thanh niên chở theo một cô gái lại tỏ ra một thái độ rất là hung hổ và tiến về chủ xe có gắn camera hành trình để gửi đến những lời nói không được thân thiện. Đúng là có vitamin gái một tí thì máu liều nó sẽ tăng lên ngay. Đấy. Một chiếc xe có gắn camera hành trình đang đi thẳng thì bất ngờ từ phía bên kia đường có một chiếc xe đầu kéo khác băng qua. Ôi. May mắn lắm khi ở trong tình huống này không có bất cứ một tai nạn đáng tiếc nào xảy ra. Ôi, mình đã thở phào nhẹ nhõm khi không thấy có bất cứ một va chạm nào. Chuyện gì nữa đây? Cùng chờ xem. Ôi, một tình huống sang đường này bất cần của người phụ nữ. Mày nhìn đi. Đây là cách chạy của những anh phân khối lớn. Đây các bạn nhìn nè. Bắt đầu nó vượt lên nè. Nó vượt nó đi ngược chiều luôn. Chị ghê lắm. Đây vượt lên nè. Đó, ghê không nè, tiếp tục nè. Ôi, chưa hết đâu, còn nữa. Nè, ôi, thấy ấn không? Nè, tiếp tục thêm một anh phân khối lớn nữa nè. Chuyện gì? Cùng chờ xem. Ui, một tình huống lớn lan đi ngược chiều của một chiếc ô tô. Một chiếc ô tô màu bạc. Miệng đét ơi, đi cái kiểu gì vậy trời? Lùi lại đi ông nội ơi, ông nội đang đi sai đó ông nội ơi. Đã đi sai còn muốn thi gan kìa bà con ơi. Ừ, phải lùi lại thôi. Ui, lạc không. Đến kia khúc cua rồi, ôi lạc, coi chừng, ê, coi chừng lạc, tài xế, một nữ ninja đang đậu ngay tại khu vực ngã tư, chỉ để nghe điện thoại và đang đậu xe giữa đường. Đấy, chắc tại chỗ này sống nhiều, nên nói chuyện nghe nói rõ các bạn ạ. Nên nữ ninja quyết định đậu ngay sự ngã tư để nói chuyện luôn. Tâm bất biến giữa dòng đời quảng biến. Các bạn hãy chú ý vào chiếc xe khách màu trắng này. Đây, chiếc xe khách màu trắng có ý định vượt lên. Đây, chuẩn bị chuyển làn nè. Đang chuẩn bị chuyển làn thì bất ngờ chiếc xe tải cũng đạp ga để tăng ga lên và nhất quyết không cho chiếc xe khách này chuyển làn thành công. Thì ghê không, kìa đó. Chiếc xe khách cũng đã khá là cố chấp, nhất quyết là phải vượt lên cho bằng được. Ý ra một ổ bánh mì kẹp thịt các bạn ạ. Thì ghê ông qua ca. Chạy như thế này khác nào đang đùa sợ với tính mạng của người khác. Ở trên cao tốc mà mấy khứa này chạy giống như là kiểu đang chạy ở trong sân nhà của mình quê trời. Gì nữa đây? Ơ làm gì vậy ba? Ném xe một quang cho ta chạy không nổi ơi. Mấy thằng ngó cồn rau tức lắm nè. Cái gì mà ngoắc ngoắc vậy? Chắc là sai xỉn lắm rồi. Đây, quan sát thấy thì mình thấy là hai nam thanh niên đi trên một chiếc xe gắn máy liên tục chạy giữa đường, không chịu nhường đường cho chiếc ô tô ở phía sau. Cái gì mà quắc quắc rồi vậy ông nội? Mèn đét ơi, chạy xít vào trong kìa hai đứa ơi. Cứ thích chạy theo kiểu cà khịa mới chịu à. Làm dồm nhá. Chuyện gì nữa đây? Cùng chờ xem các bạn ạ. Ôi, thêm một tình huống lấn lan vượt ẩu của một chiếc ô tô màu đen. Vượt ngay tại khúc cua. Đặc sản của những tình huống vượt ẩu ở trên đèo là thường chọn ngay khúc cua để vượt. Tại vì những đoạn khúc cua cong thì tính mạo hiểm nó sẽ tăng cao. Nói thì nói cho vui vậy thôi chứ vượt ngay khúc cua nguy hiểm bà cố luôn á trời. Căn hàng ba chạy giữa đường, cả khẽ chiếc xe ô tô ở phía sau, ba chiếc xe và cả ba chiếc, không ai đội nổi một cây mũ bảo hiểm ở trên đầu. Ngay cả cái điều cơ bản như thế mà họ còn không chấp hành. Chiếc xe có gắn camera hành trình cũng đã kiềm chế rất tốt ở trong tình huống này. Đây, một con sâu chống lại cả thế giới,
một chiếc ô tô màu đen đang đi ngược chiều nhất quyết không chịu lùi lại. Mặc dù bản thân của mình là người đi sai, xe bóng lốn luôn các bạn ạ, à. Biển số là 29B51256. Mèn đét ơi, đã đi sai rồi còn muốn thi gan. Ôi trời, cái đường lộ gì mà nước nhiều vậy trời. Ui ui ui, khứa này chạy thiếu ý thức rồi trời. Ui 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 ui. Đường đã ngập nước rồi thì người ta chạy từ từ thôi. Mắc cái giống ôn gì mà chạy hết ga hết số. Ui, hắt nước vào kính xe của người ta. Đây, lại là một tình huống thi gan. Một chiếc xe khách màu đỏ nhất quyết là không chịu lùi lại cũng như là nhường đường cho chiếc xe đầu kéo. Lý do là chiếc ô tô màu đỏ cho rằng là chiếc xe đầu kéo trong lúc âm cua đã lấn hẳn sang phần đường của hắn ta. Do đó khứa này nhất quyết là không chịu nhường đường cho chiếc xe đầu kéo. Thì nữa đây, ôi là trời ơi, thật là đây. Các bạn nhìn ở bên phía tay trái kìa, các bạn điểm giúp mình coi ở trong tình huống này có bao nhiêu chiếc xe đang đi ngược chiều các bạn ơi. Đây, một chiếc ô tô màu trắng nè, chiếc thứ nhất nè. Kế tiếp ở phía từ xa xa kia là thêm một chiếc ô tô màu đen, là hai chiếc. Các bạn có thể thấy rõ là đây, cái con lương ở giữa nó phân làn rõ đen. Tất cả hai bên đều là đường một chiều hết, nhưng mà mấy ông nội của tôi vẫn lao vào. Quá là khó hiểu các bạn ơi. Có hai chiếc rồi đấy. Đây thì một chiếc nữa, là ba chiếc. Nguyên một đám luôn các bạn, nguyên một đám đi ngược chiều luôn. Chẳng lẽ nguyên một đám thi bằng? Không có phải đâu. Cái này là do ý thức khi tham gia giao thông luôn các bạn ơi. Ôi trời ơi trời, nhìn mà nó ngán ngẩm chi đâu ơi trời. Bởi vậy mới có một cái hiện trạng đáng buồn là xã hội ngày càng phát triển mà ý thức con người của chúng ta thì ngày càng thụt lùi. Cứ chạy như thế này hoài thì bảo sao là không ùn tắc giao thông, bảo sao là không có cự cãi. Quá trời luôn các bạn ơi, mình không thể nào mà điểm là có biết bao nhiêu chiếc xe ở trong tình huống này đang đi ngược chiều. Mấy ông gấp thì người ta cũng gấp, nhưng dù gấp gấp như thế nào thì cũng phải xếp hàng và tuân thủ đúng luật lệ giao thông. Trời ơi, đi ngược chiều như thế này nguy hiểm lắm, không có chuyện chơi được đâu. Gây ảnh hưởng đến người khác rất là nhiều. Gì vậy? Lý Tiểu Long hả? Cái gì? Bán vé số à? À đù, bây giờ bán vé số là phải chặn đầu ô tô vậy đó hả ta? Đây là cách bán vé số mới hả? Giờ bán vé số bất chấp luôn các bạn ạ. Bán vé số theo kiểu như thế này thì không đảm bảo an toàn một tí nào, gây cản trở giao thông nữa. Ok, cái này bán vé số khác nào là ăn vạ đâu các bạn. Ở trong tình huống này, giữa bán vé số với ăn vạ là nó hoàn toàn giống hệt nhau. Bà bán của chúng ta bắt buộc là chiếc xe gắn cam phải mua cho bà ít nhất là một tờ vé số thì bà mới chịu cho đi. Chỉ có khác nào là ông phạ xin tiền đâu trời. Vậy là có một nam thanh niên đã tiến về phía bà bác và yêu cầu bà bác đi vào phía bên trong đây. Và tài xế cũng đã bước xuống xe và hai người đã kéo bà bác vào phía bên trong đây. Cái gì vậy trời? Chuyện gì nữa đây? Chúng ta hãy cùng nhau để xem nhé. Ôi ơi, môn phái nào đây? Anh trai đang tu luyện môn phái nào mà anh trai ngồi sửa đường vậy anh trai? Chắc là anh trai của chúng ta đang tu luyện môn phái là hồn lìa khỏi xác. Ngồi sửa đường kiểu này là dễ sinh mồ lắm anh trai ơi. Chơi vậy là ngu rồi đó anh.
Một chiếc ô tô màu trắng nhất quyết không chịu nhích cái nít lên một tí để nhường đường cho xe cấp cứu. Đó, đó là ý kiến của một số khán giả ở trong tình huống này. Có một số trường hợp mà các bạn nhường đường cho xe cấp cứu, xe cứu thương mà các bạn vượt đèn đỏ thì các bạn vẫn bị phạt như thường. Đó là một số ý kiến mà mình nghe mọi người nói như vậy. Ăn nhậu cho cố vô. Và bây giờ ối từ lứa hồng dưa hết. Mở cửa xe tôn ra như vậy rất dễ xảy ra tai nạn đối với những phương tiện đang lưu thông khác. Ôi là trời. Ít nhất là ở trong tình huống này kiếm cái chỗ nào tấp lại đậu chiếc xe lại cho ông nội này ông ói một cái cho nó đã đi. Chúng ta cùng nhau theo dõi tình huống này. Vậy là có một chiếc ô tô màu đỏ từ đường nhánh đi ra. Chiếc xe cố gắng cam có ý định vượt lên nhưng chiếc xe ô tô màu đỏ nhất quyết không cho vượt. Và sau đó chiếc ô tô màu đỏ đã quyết định chỗ tài thể hiện. Chiếc ô tô màu đỏ đã bắt đầu tăng ga lên rồi và thực hiện liên tục những màn thể hiện có thể nói là vô cùng ấn tượng. Đây, chiếc ô tô màu đỏ đã chạy với một tốc độ khá cao. Và điều bất ngờ, điều hay ho xảy ra ở trong tình huống này. Đến ngay khúc co thì chiếc ô tô màu đỏ kia đột nhiên lao hẳn xuống đường. Đã yếu rồi thì đừng có gây gió. Đấy, lật ngửa nguyên con luôn. May mắn trong tình huống này tài xế vẫn an toàn nha các bạn. Anh trai ơi, cửa xe đang mở kìa anh trai ơi. Cửa thùng đang mở kìa anh trai ơi. Để cái cửa thùng nó mở rộng như thế này rất dễ xảy ra tai nạn anh trai ơi. Đóng cửa thùng lại đi anh trai ơi. Bởi vậy khi chúng ta lên hàng xong hoặc là xuống hàng xong, ít nhất là chúng ta phải kiểm tra thật kỹ xem coi cửa thùng đã đóng lại hay chưa các bạn ơi. Nếu như mà xảy ra một tai nạn không mong muốn thì người ân hận chỉ là bản thân của chúng ta mà thôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi những tình huống giao thông có trên kênh của Tin 5 Phút. Chúc tất cả các bác tài, các tài xế của chúng ta lái xe một cách an toàn và hoàn toàn bình an trên mọi nẻo đường. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong clip sau. Bye bye.